nam diễn viên ngất xỉu khi mưu sinh ở chợ. Nam diễn viên này đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Ngày 11 tháng 5, tờ Sanook đưa tin Vuachit Tongsawachat, nam diễn viên nổi tiếng Thái Lan thập niên 1990, ngất xỉu khi đang bán hàng ở chợ khu vực Lapprao 71, Bangkok. Vuachit ngay sau đó đã được lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ và đưa đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra sức khỏe của nam diễn viên sau khi xét nghiệm máu và nước tiểu cho thấy không có nồng độ ổn, chất kích thích. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết sức khỏe của anh vẫn yếu, chưa thể đi lại, cần được theo dõi thêm. Theo truyền thông Thái Lan, những năm gần đây, Vuachit sống vô gia cư, không có tiền tiết kiệm, anh mưu sinh bằng cách bán đồ cũ tại chợ hoặc lề đường. Được biết, Vuachit Tongsawachat sinh năm 1978, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng ở thập niên 90, anh từng góp mặt trong nhiều dự án đình đám, quay MV, làm người mẫu cho trang bìa tạp chí, quảng cáo và dẫn chương trình. Theo Amarin, Vuachit là ngôi sao được nhiều cô gái yêu mến bởi vẻ ngoài trong sáng, nụ cười ngọt ngào. Vào nghề từ năm 14 tuổi và sớm đạt đỉnh vinh quang, song Vuachit vẫn chú tâm vào việc học ở thời điểm đó. Nam diễn viên tốt nghiệp bằng cử nhân khoa nghệ thuật truyền thông Đại học Giangsu. Vuachit có 3 con, trong đó 2 con ở với người vợ đầu. Sau khi ly hôn vợ đầu tiên vào năm 2005 thì anh quen biết một cô gái khác. Tìm hiểu được một thời gian, cả hai quyết định kết hôn. Họ có một con chung nhưng rồi hôn nhân cũng đứt gánh. Nhiều năm trước, người thân từng tiết lộ nam diễn viên bị mất trí, tinh thần không ổn định và có dấu hiệu rối loạn lưỡng cực. Anh điều trị suốt nhiều năm cho đến khi các triệu chứng thuyên giảm.